Đông hổ vực này đúng là xa xôi thật đấy. Đã bay mấy ngày rồi mà vẫn toàn là sa mạc vô tận. Chàng trách chi một tông lại là thần túc tông chấp trưởng. Ý Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, đệ tử ngươi là quý công tử của phái nào vậy? Một tiểu bối kim đan mà lại dùng được pháp bảo địa phẩm mà. Mới đến đây đừng có gây chuyện thị phi thì tốt hơn. Tây Hà là một tán tù, xin hỏi tiền bối cái gì chỉ giáo? Tán tù sao? Ta nói ngươi dùng pháp bảo địa phẩm đi vội vàng, ít nhất cũng là con trai của trưởng môn đại phái nào đó. Hồi lão phụ đúng là may mắn quá. Ý ông là thì tử nhờ kỹ, tiến đưa người sang Tây Thiền là Đông Quách tán nhân đại danh đỉnh đỉnh của Đông Hổ vực. Hóa ra là muốn chặn đường cấp của sao? Hồi không ăn được giọt thôi. Tiêu rồi, giờ tay nhất trần đã hủy được pháp bảo linh phẩm của ta. Chẳng lẽ lão quái nghiền ảnh nào đó nghị trang ư? Giờ tiền bối tha mạng. Tiền nhờ nghiện ký linh hồn làm nô lệ, ta cho chiếu tiền cho một mạng đi. Tiền bối mặc dù linh thuyền của ta không có tốc độ nhanh như pháp bảo địa phẩm của ngài, nhưng mà tuyệt đối ổn định, có thể tránh bụi tránh cát. Tiền bối chúng ta đi đâu đây? Thân túc tổng, Tây Hổ vực này đúng là giống như lời đồn, dân phòng bao hãng tán tù đều đi cướp mưu sinh, mà có dịp phi là phi thuyền có phi thiền không thể dùng được, sau này phải kiêm tốn thì hơn. Ngoài vạn bảo bi cảnh, cứ điểm của tứ đại môn phái. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? 2 tháng đi khắp tứ phái môn rồi, đời đã biến thành nơi hoang phế rồi. Không biết tờ sự quên còn sống hay không. Sau này ta phải đi đâu để về đây? Tần vi vi. Hồi tờ sự muội của con sống thì tốt quá rồi. Muội không biết đâu tứ đại phái đã. Tên mập, quên ta là ai rồi à? Muội là người. Tiền bối đây là nơi thí luyện của thần túc tông. Nơi thí luyện sao? Thần túc tông là một trong 8 môn phái lớn của đại lục mà. Người thường thì không thể đến gần. Một khi người ngoài không có thân phận đến gần túc tông thì bị bọn họ cảm ứng được sẽ trực tiếp giết chết. Mà thần túc tông thiết lập nhiều điểm thí luyện ở Tây Hồ vực như vậy cũng là nơi chiêu mộ đệ tử mỗi năm. Mà đệ tử tuyển chọn thành công đó sẽ trở thành đệ tử ký danh, làm tập vụ 1 năm có nghị lực thiền phủ xuất chúng, lại có thể làm đệ tử ngoại môn. Người ngồi phải thông qua lịch luyện ở đây 1 năm thì mới có thể gia nhập vào thần túc tông. Vốn dĩ tưởng là trà trộn vào thần túc tông không có, không ngờ đến gần cũng không dễ gì. Thôi được rồi, ấn mình vào từ nơi này xem sao. Sơ đồ hai người muốn gia nhập vào thần túc tông mượn. Kỳ tiến sĩ năm nay đã qua rồi, sáng năm lại đến đi. Hai tỷ bố các luyện khí các người là muốn không có mắt hay sao? 4 chân nhân lực tu sĩ kim đan đó. Cái đám tán tù các người ra với cái gì? Cả ngày đến cướp xác ở Tây Hồ vực. Kim đan thì đã sao? Ngươi động thứ vào bọn ta xem sao? Đồng vậy đó, con tử xưng là chân nhân. Nực cười. Các người... làm phiền Hải Quỳnh thông báo một tiếng. Đây là chút tâm ý nhỏ của ta, mong Hải Quỳnh nhận cho. Ôi là linh tạch trung phẩm. Ôi ta không nhìn nhầm chứ. Linh tạch trung phẩm đó không nhầm là linh tạch trung phẩm đó. Ôi linh tạch là khoáng tạch ẩn chứa linh khí, tu tiên giả là vật liệu tu hành, cũng có thể sử dụng như tiền tệ. 1000 hạ phẩm bằng 1 trung phẩm, 1000 trung phẩm thì bằng 1 thượng phẩm. Quên đợi một chút, đợi một chút nha, ta lập tức đi thông báo một tiếng ngay.
Quyền cấp mời khỏi. Ê, ta sẽ bớt cho mình nhé. Ôi tiểu tử này lại đi tận trung phẩm cho hai người liên khí như vậy sao? Ôi ta cũng chỉ có mấy viên thôi. Cô lên, chỉ còn khoáng sản tháng này đạt được số lượng là cơ hội thần lên làm ngôi môn đệ tử rồi. Cố lên anh em. Chấp sự động khoáng kim đan sơ kỳ Lưu Hùng. Xin chào, chúng tôi là chính là hai người muốn gia nhập thần túc tổng mưa. Hai tên tán tù muốn gia nhập thần túc tổng ta sao? Lại không có người tiên cử thế này thì ai dám nhận? Các người từ đâu đến thì về? Mong lưu chấp sự làm người tiên cử của chúng tôi. Hả? Đi, đây là Ui là thượng phẩm linh thạch. Được 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 được. Ôi giữa chúng ta có quan hệ chứ? Để ta làm người tiên cử cho hai người ha. Ôi cái tiểu súc sinh này rau cô lại có thân phận gì vậy chứ? Lên ta thượng phẩm đi tặng người ta như vậy. Ui đầu đầu chết mất thôi. Một kiếp số 100 viên thượng phẩm linh thạch. Cửa hàng ở tống đúng là rẻ cho không mà. Ở Vẫn Thiên Tông cả năm trời thì cũng không được cung ứng được một viên thượng phẩm linh thạch nào. Cũng có trách bọn họ lại như vậy. Hồng đường chủ tới. Hồng đường chủ của chúng ta đã tới rồi. Hai người đừng có nói lung tung đi nha. Hồng đường chủ đại gia tiếu nhận thất lễ rồi. Lưu hồn dạo này có được chọn đệ tử nào có tư chất tốt hay không? Hồng nhái. Dạo này chỉ tuyển được đệ tử tư chất bình thường thôi. Tiến được ai tốt thì đưa cho ông đương chủ đầu tiên. Bọn chúng lại anh là bạn có tiếng nhận và đồ đệ của hắn. Gần đây bọn họ có ý gia nhập vào thần túc tông, vì vậy đến tiểu nhận làm người tiên cử. Ồ một kim đan sơ kỳ và một trúc cơ hậu kỳ à, không tệ, nhìn có vẻ tự chất rất tốt. Lát nữa đưa chúng đến khoáng trường của ta. Vâng. Tốt quá rồi, Hồng Đường Chủ đã nhìn trúng các ngươi rồi đó. Hai người đúng là Hồng Phúc Tờ Thiền vô khéo gặp được Hồng Đường Chủ đi thị sát. Ở chủ tà thì hai người còn là đệ tử kỳ dành 1 năm làm tập dịch đấy. Được Hồng Đường Chủ nhìn trúng trực tiếp làm đệ tử ngoại môn của ngài ấy rồi. Xin hỏi lời chấp sự, Hồng Đường Chủ này có lai lịch gì vậy? Sao cảm giác ngẫu khứ không giống người Tây Hộ Thành? Nghe nói Hồng Đường Chủ là tu sĩ của Trung Vật Kỳ. Không biết tại sao mấy tháng trước mới gia nhập vào thần túc tông chúng ta. Nhưng mà một thần pháp lực tinh túy được một trưởng lão nhìn trúng mới làm đường chủ dưới trướng. Chẳng phải hắn bám vào đại trưởng lão sao? Lúc trước cũng muốn bắt mình lập công, sao bây giờ lại đến thần túc tông nhỉ? Tập 51 Liên Phun Bồ nằm dự phòng mô tả nhé. Sau này các người có phúc rồi. Hồng đương chủ chân quản khoáng mạch thông minh linh khí lớn nhất phải ta. Cái gì? Thông minh linh khí. Sau này các người ở bên đó nhiều món béo bở làm đó nhà. Sau này phát đạt thì đừng có quên ta đó. Thông minh linh khí từ sau. Đương nhiên rồi, lượng ngươi làm cái gì? Cứ tưởng rằng sau khi bị tiểu tử này ký hồng ước thì sẽ không có ngày tháng tốt đẹp nữa chứ. Không ngờ được gia nhập thần túc tổng nó không núi, còn được đến quảng thần mình linh khí làm việc nữa chứ. Để không phải là tốt hơn nhiều việc đi khắp nơi cướp giật hay sao? Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi tới nhiều vậy. Nhưng vẫn phải làm việc cẩn thận, không được bị Hồng Nha nhận ra. Khoáng mạch linh khí thần túc tổng Long đầu phòng. Hai người, các người có thể tùy ý chọn một động phủ ở đây đi. Bày ra cấm chế thuộc về các người sẽ là nơi ở của các người rồi. Lát nữa sẽ có người tới sắp xếp công việc cho sau này. Hồng đường chủ tôi. Mau ra đây, xếp hàng, mau xếp hàng. Hồng đường chủ à, mấy ngày qua cộng với hai người hôm nay ngày chiều tới thì tổng cộng đã chiếm mộ được 17 người, có tư chất không tệ. Gần đây có ai chạy trốn hay không? Tuần trước đã chạy mất 11 người. Cái gì, một đám phế vật chất vật vã này cũng không chịu được, còn làm tu tiên giả cái gì hả? Chạy trốn, cái chuyện gì vậy? Có lẽ là có vài đệ tử nghĩ công việc này quá vất vả thôi.
Người tháo trùm đầu xuống, ngẩng đầu lên, thấy ngươi bị phá tướng rồi, nhưng chưa thấy ai nghiêm trọng như thế này. À, tiền bối, ngài sắp lại thay đổi rồi. Cấm mộ. À, Hòa Tông nhắc nhở, giờ thiên phụ phụ giúp thiên phẩm hạ dài 50 tiên thạch, giới thiệu che đầy khí cờ, thay đổi dùng mạo, quen biết với một vàng nằm, gặp nhau cũng không nhận ra nữa là. Ai, cùng mày đã mua cái này trước đó, trên đường tới rồi. Có thật quà mắt được tu sĩ nghiền anh, 50 tiên thạch khổng lồ, sau này còn phải làm việc cẩn thận nữa. Trong khi đó, à, đang yêu à, có rốt cuộc là muốn làm gì? Ta đã nói là ta không biết thần sư huynh đi đâu rồi mà. Không cần hỏi người, lúc trước ta đã từng hấp thụ pháp lực của hắn, ta có thể cảm ứng được vị trí, được một tà vị trí của hắn. À, vậy người bắt ta đi làm cái gì? Ta cũng tò mò, không biết con mộ này cứ bắt theo ta đưa ngươi làm gì nữa chứ. Nếu như không phải cô ta cản ta thì ta đã lục giải của ngươi rồi. Hả? Hả? Đàn yêu, cô đã đồng ý với ta chứ không làm hại hắn. Nếu không ta sẽ tự cắt đứt kinh mạch đồng quý vô tận với cô. Hồi cái nhà ngốc ngốc này, ta đã xem ký ức của cô rồi. Tiểu tử đó đã giết cha người, ngươi cũng bảo vệ người của hắn như vậy. Chuyện của thần sự huynh ta không biết làm sao, nhưng Vương Doãn là người cuối cùng của Lạc Vân phái ta rồi, ta không cho phép cô làm hại hắn. Ây, nếu như không phải ta bị cái tên đó làm hỏng pháp nguyên thì sao lại hoàn toàn không đột xác được con nhỏ đó được chứ? Bây giờ còn bị con nhỏ này y hiếp rồi chứ. Đợi ta tìm được tờ nhỏ đó rồi thì ta nhất định phải. Ây, đạo hữu cứu mạng, cứu mạng, đạo hữu à, giúp ta với. Có năm trúc cơ cơ à? Ý hả? Là kim đan yêu tú, thật là không tệ. Nhà hấp thu các người thì thường tới của ta cũng có phục được chút ít rồi. Ôi, các người máu chảy đi. Ôi, chảy máu, chảy máu, chảy. Ôi, thợ nghiền của ta sắp hết rồi, cứu giới. Úi, à, cô muốn chị hả? Ủa? Tiểu từ đầu đến mà lại dám cướp con mồi của linh gia tả hả? Linh nghiên thú nè, đi, người chính là tình bé chết tiệt bên cạnh tiêu tướng kia. Ây, thật là xui xéo vậy mà lại gặp nó. Chị đi đâu thế người đẹp? Chẳng phải người là bị Nhật đại à? Không, lão già nhà tiên chấn áp dưới mất trận sau. Bích đàn thiên yếu, ta còn tưởng người chết ở trong trận pháp rồi chứ, ai thả người ra vậy? À, là bọn ta. Tình béo, sao có mình người tiêu tới kỳ đầu? Người cũng tìm thần sư huynh muốn làm gì? Ai dạ, còn làm gì nữa cho chứ, xin nhận nuôi đó. Hả? Nghĩ đến linh nghiền thú tà, anh làm linh sống gần vạn nằm bên cạnh nhạc thiền chấn, còn có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ. Ta cứ nghĩ sâu cái chuyện bí cảnh thì chỉ cần cầu xin là chỉ tha thứ cho ta, vừa kết quả gặp được đám tu sĩ trúc cơ kìa. Bây giờ toàn bộ Chu Trấn Môn và Chu Tước Vực đã bị nhạc thiền chấn nắm giữ rồi. Hắn tập hợp tất cả từ trần một phái của Chu Vực lại, trì nạ tiểu tử và nữ tu hợp thở kỳ à kia thì cũng thôi đi, đền ta cũng không bán sống bán chết, thật là vô lương tâm mà. Có nhà thiền chấn ở hạ giới này thì đi đâu cũng chết thôi. Ta chỉ đền theo tiểu tử kia ở đầu quân trò Bạch Trạch Đạo. Bạch Trạch Đạo, bởi vì lời đi, hắn rốt cuộc là ở đâu? Ta cũng không biết, nhưng mà cô ta biết hả? Ở bên phía kia, quán trường ngồi lông đầu, phòng khoáng, mệt linh khí thần tước tông. Bắt đầu từ hôm nay các người chính là đệ tử ngoại môn của thần tước tông ta. Nhưng mà các người đều biết nơi này là đâu chi? Các người tạm thời làm việc ở đây đi.
Ta Lý Trường, các ngươi có thể gọi ta là Trương Đầu. Bây giờ tất cả đi theo ta. Ta sẽ dạy cho các ngươi sau này làm thế nào đừng có đi lạc nghe chưa, hiểu chưa? Các ngươi đều là tu sĩ không cần thí luyện, phá lệ đi vào thần túc tông ta. Đây đều là cơ duyên của các ngươi. Hả? Đi. Tập 51 năm. Đây là thông minh linh khí. Nè, người không biết sao? Chúng ta đến đây là để đào thông minh linh khí mà. Không có ai nói với ta là đến đây để đào thứ này cả. Ta không làm. Hả? À da, nà ní. Là đệ tử của một phái nào ra ngôn linh luyện sao? Vậy mà lại biết cách đào thông minh linh khí, có chút kiến thức rồi đấy. Bây giờ ta sẽ biểu diễn cho các người xem cách đào thông minh linh khí một lần. Ôi đừng mà dừng tí, nhìn chất kỹ đây. Vì cha ta là trưởng môn pháp nguyệt phái Tatara, thông minh linh khí là vật phẩm quan trọng để đột phá kim đan, cũng là vật liệu quan trọng của nhiều luyện đan luyện khí. Những thứ này lại không dễ lấy được. Các người có biết tại sao long đầu phòng môn ta chỉ chiếu một cái người, những tán tu có chút tu vi mà tư chất lại không tồi không? Ai đừng đừng cầu xin người ta cho ta. Bởi vì các người chính là thứ để cầu thông minh linh khí. Vì đó là mồi câu. Do cứu mạc, cứu mạng. Nhìn cho kỹ đi. Do hay. Đó, đã nhìn thấy chưa? Đây chính là cách để bắt thông minh linh khí. Mặc dù thông minh linh khí là vật liệu vàn lỏng, nhưng lại có linh tính nhất định, biết tìm các tránh hùng. Trong tay ta chính là pháp bảo chiều môn bắt thông minh linh khí, có thể ngăn thông minh linh khí hóa lỏng chạy mất. Nhưng đây cũng không phải là quan trọng, nhất định là quan trọng là mồi cầu. Vật sống có tư chất tù vị càng cao thì càng có dụ hoặc là lớn đối với thông minh linh khí. Một khi bị tiếp xúc thì thông minh linh khí sẽ hấp thụ tuổi thọ của con mồi. Nhưng mà thông minh linh khí vốn là nhát gan, thực lực có hơi mạnh một chút xíu, chúng sẽ không dám đến gần. Vì vậy trước khi đến gần linh tuyên đã cầu, các người đâu phải phóng bế phần lớn pháp lực của mình. Ôi ta phải rời khỏi đây, ta phải quay về nói với cha ta nhất để chỉ khiến cho người dám hiếp ta, người chẳng sống rồi. Chết đi. Bị đây. Ngươi nghĩ long đầu đường của thần túc tông môn ta là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Được rồi, các người cũng bắt đầu làm việc đi. Mỗi ngày các người phải bắt ít nhất là hai con hạ phẩm thông minh linh khí như vừa rồi. Nếu như không dùng, nếu không thì đừng hòng nghỉ ngơi. Ôi chuyện này đối với tu sĩ như ta không khó lắm. Tiền bối à, hai cuốn này cho người, ta lại đi bắt tiếp. Không ngờ cái bắt thông minh linh khí lại nguy hiểm tới như vậy. Đây chỉ là thông minh linh khí hạ phẩm thôi mà. Mình muốn bắt thượng phẩm không biết phải làm thế nào. Ôi ông giỏi quá, dễ dàng bắt được như thế. Ai, năm nay ta mới 40 tuổi mà thôi. Hai năm qua đã bắt tự mình linh khí đến mức mà tận thuộc rồi. Lấy tuổi thọ ra để đổi đấy. À, cái gì? Ông đã ở đây gần 22 năm rồi. Chẳng phải nói là một năm sẽ có cơ hội tăng lên làm đệ tử nội môn sao? Nói thì dễ, quyết định là có thể bắt được 5.000 con thì mới được thăng lên nội môn. Bây giờ ta mới bắt được có hơn 3.000 con thôi. Cái gì? 5.000? Vậy phải bắt đến bao giờ chứ? Chẳng trách tin đồn đệ tử nội môn lại chạy trốn nhiều tới như vậy. Cũng không phải là không có cách khác. Năm trước có một đệ tử may mắn bắt được một con thượng phẩm lộc thông minh linh khí, trực tiếp phá lệ thăng vào nội môn. Ở đầu hồ à, xin hỏi hắn làm sao mà bắt được thượng phẩm thông minh linh khí vậy? Trong khi đó,
Đường chủ à, thu hoạch mấy tháng qua cũng không tệ. Mặc dù trước sau chết mấy trăm tu sĩ, nhưng đều bổ sung vào rồi. Đường trưởng lão chắc chắn sẽ rất hài lòng. Lúc trước, xích chút nhớ thì nhận nhầm tiểu tử kia. Mấy ngày trước nghe được thông tin, không ngờ hắn bị tiểu sĩ hợp tới kỳ trí nã ở Bắc Vực, Bắc Châu Vực. Nếu như tiểu tử đó không có mắt đụng vào tay ta, thì nhất định phải kia hắn sống không bằng chết. Lúc trước, lão già kia vậy mà lại đỡ mình đi Bắc Châu Vực truy sát hắn. Đố cái gì vậy chứ? Cốt người có nữ tu hợp, nữ tu hợp thở kia, hoàn toàn không có mạng ra gì mà. Cùng mày quay đầu gia nhập Thần Túc Tông rồi. Bây giờ mình cứ tạm thời lánh ở Thần Túc Tông làm bàn đạp, tích lũy lực lượng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, có một ngày đột vỡ huyền tỷ môn. À, ý ông là vì ngày đó có động đất ư? Khiến cho phần lớn thần mình linh khí trong linh tuyền sợ hãi nhảy ra thì mới may mắn bắt được một con. Đúng vậy, thông minh linh khí thượng phẩm đều núp ở dưới đáy sầu của linh tuyền, bình thường thì căn bản sẽ không nổi. Ở vậy tại sao không dùng cách này để khiến cho chúng sợ hãi, vượt lên rồi bắt chúng? Người mới đúng là không hiểu gì cả. Thông minh linh khí có tinh tính cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là vật tập hợp linh khí. Nếu như rời xa linh tuyền không bắt kịp thì sẽ tiêu tan trong không khí, mất hết thiên vật đó. À, tiền bối à, số lượng hôm nay hoàn toàn thành rồi, chúng ta ra ngoài thôi. À, không vội, ta muốn bắt thơm. Ở tiền bối à, đây là địa phẩm pháp bảo đó. Đúng vậy, địa phẩm trùng dài. Hờ tông nhắc nhở về linh đạo, địa phẩm trùng dài 21 tiên thạch. Giới thiệu, thông về linh thạch có thể tăng uy năng của pháp bảo này biên độ lớn. Tập 51. Người dán nhiều phụ chú lên như vậy là muốn làm gì đây? Làm gì sao? Làm thế này nè. À tiền bối à, ngài đang làm cái gì vậy? Ném vào rồi thì không vứt lên được đâu. Đừng có hỏi nhiều, sau đó còn có chuyện còn người làm đấy. Nếu như ngày mai người bị phái đến linh thì cứ làm theo tà ném pháp bảo này vào. Làm cái gì cơ, lại ném tới một pháp bảo nữa vào đi sau. Đừng có tự ý giấu, lâm hỏng chuyện lớn của ta. Nếu không ta sẽ lập tức khởi động cử, khiến cho hình thần của người đều diệt. Mấy ngày sau, tiền bối à, ta đã ném địa phẩm pháp bảo và các hồ khác theo lời người nói rồi. Được rồi, đợi thời khắc thì khu hội đêm nay thôi. Lúa đệ tử này đều ra hết rồi sao? Đều ra cả rồi, vẫn nghỉ ngơi đi, để lúa tiếp theo vào. Vào lúc này thì những người khác, những người ở đồng khác đều cũng phải ở ngoài đồng, sẽ không liên lụy tới người vô tội. Chính là lúc này rồi. Họ tạm nhắc nhở, kinh bạo phù, địa phẩm rùng dài 3 tiên thạch, giới thiệu, trận pháp nghiền nát, linh khí chuyên dụng và hội đạo pháp bảo. Ôi có chuyện gì vậy? Là thông minh linh khí chạy máu. Ôi ố số ma nổ rồi, có chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Ôi bày lên bắt lại cho ta, nếu không thông minh linh khí sẽ tiêu tan liền đồ đó. Đưa được lão yên tâm, lâm đầu phòng có ta trông coi. Sáng lượng thông minh linh khí mấy tháng này đã tăng lên rất nhiều rồi. Thần Túc Tông trường lão, nguyên anh hậu kỳ Đường Nhất Minh. Hả? Kìa là gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không có, toàn bộ là thông minh linh khí hạ phẩm, chỉ có một vài con trùng phẩm lớn trong đó. Tiền bối à, người đã dọn pháp bảo như địa phẩm ở dưới linh tùy sao? Đồng tình lớn như vậy mà bị tra ra thì chết đó. Xem ra phải tiếp tục rồi. Lý Trường, chuyện gì vậy? À, không, đường chủ hả? Đường trường lão. Thì tiểu nhân cũng không biết chuyện gì, linh tùy số 3 tự nhiên nổ. Đường trường lão, chuyện này là việc tình cờ thôi. Sau này ta sẽ quản lý nghiêm hơn,
nhất định sẽ không để chồng phát sinh lần nữa. Nổ. Ui. Hồng Nhai, cái mà người gọi là không phát sinh lần nữa đi sao? Ui. Đi rồi. Tìm thấy thương phẩm rồi. Ừ. Chết tiệt, sao hắn lại tới rồi? Mở cửa theo hạ phẩm đó đi. Bảo các đệ tử liều mạng bắt được trùng phẩm, thường phẩm, cố gắng giảm bớt tổn thất. À dần dần. Có Hồng Nhài chủ trì đại cục, nếu như tiếp tục như vậy thì sẽ không có cơ hội lấy được thượng phẩm nữa thôi. Thượng phẩm mà. Cơ hội. Đó là đắc thủ rồi. Ừ. Quả nhiên là người ta không nhận sai. Tiểu tôn chủ Vạn Thiên. Vạn kiếp bất tử kinh. Vậy mà lại có thể kháng được linh khí của tà tức lực đã vượt xa trúc cơ bình thường. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Vạn cầu lùi, đinh thần pháp. Hồng Nhài không tranh thủ bắt thùng mình linh khí đi. Tại sao lại ra tay với một tiểu bối trúc cơ? À, đường đường lão, tên này có thù cũ với ta. Lần này linh tùy nổ chắc chắn là do hắn làm. Cái gì? Dám đến điện bàn của lão phụ gây chuyện. Ừ? Ây da. Tiền bối nạp mạng đi. Nguy rồi, không tránh được. 52 đàn hay.